Ai giống mẹ? Tất cả các cô bé hiện đang sống trên trái đất này, ai nấy đều có mẹ. Và tất cả các bà mẹ đều yêu thương con mình. Con rét thì mẹ lạnh, con ngã thì mẹ đau, con đói, ruột gan mẹ cồn cào. Con ngoan, mặt mẹ nở như hoa, con hư, lòng mẹ giàu dĩ. Chả thế mà ngay cả con chim non cũng biết nghe, biết nhận ra tiếng kêu của chim mẹ để bay theo. Sung sướng biết bao nhiêu nếu mình giống mẹ. Có ba cô bé ở cạnh nhà nhau, khoe nhau, đố nhau, bạn nào giống mẹ nhất? Cô bé thứ nhất kể, mắt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa, giống mẹ mình nhất. Tớ cũng thế, nhưng tớ còn hơn cậu cơ. Áo tớ có hoa y như áo của mẹ tớ là một này. Tớ cũng có vòng đeo ở tai như mẹ tớ là hai này. Còn mẹ tớ sẽ bảo sẽ cho tớ uốn tóc y như mẹ tớ là ba này. Cô bé thứ ba, má bụ mắt tròn, suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe các bạn nói. Em cũng muốn khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể đâu. Vì rằng thỉnh thoảng mẹ em lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy. Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay là bụng mình đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để còn đi uốn tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé vương dưới gầm giường bố. Em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé, mẹ để ở góc nhà cho em cơ mà. Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi em nghiền cổ, nhìn ra dây phơi xem quần áo khô chưa, có cái nào bị rơi xuống không? Mẹ là hay làm thế lắm. Chợt thấy bóng mình trong gương, em đưa tay lên vuốt tóc, y như mẹ lúc soi gương. Cô bé trong gương ấy đang cười, mặt gương long lanh như muốn nói. Cô bé ơi, chính cô là cô bé giống mẹ nhất đấy. Mẹ tôi có người bạn nhỏ, tên cậu ấy là Lâm. Nhà Lâm đông anh em, nên mọi thứ so với bạn bè không thể nào bằng được. Bạn khác mất chiếc bút máy, thì lập tức bố mẹ đã mua cho chiếc mới ngay. Với Lâm thì không. Cái bút bi mà cậu đang viết từ mấy tháng nay, chỉ thay ruột, còn cái vỏ vẫn tốt. Lâm còn biết chữa khi bút bị tắc mực. Tôi có hỏi sao cậu ấy cẩn thận và tiết kiệm thế. Lâm trả lời, nhà tớ nghèo mà mẹ tớ lại không được khỏe. Tôi nghe vừa quý vừa thương cậu ấy. Hồi đầu năm học, tôi có cho Lâm vay hơn chục nghìn để mua sách giáo khoa. Vì trong buổi nộp tiền, Lâm không có đủ, tôi đã đưa cho Lâm số tiền mua sách hãy còn thừa. Về nhà, tôi nói lại cho mẹ tôi biết. Mẹ mắng, ngày mai con phải đi đòi về ngay đấy nhá. Tôi biết đến mai, Lâm chưa thể trả và cũng không muốn mẹ tôi hiểu lầm về tôi và Lâm. Miệng thì vâng, nhưng trong lòng tôi lo lắm. Hôm sau, mẹ tôi hỏi, tôi thưa là Lâm chưa có. Mẹ không vui và tôi cũng băn khoăn, không biết phải làm sao. May quá, 3 ngày sau, Lâm mang tiền đến trả đúng vào lúc mẹ tôi đang có nhà. Cậu ấy hai tay cầm tiền thưa với mẹ tôi. Thưa bác, hôm nọ cháu thiếu tiền mua sách nên... Mẹ tôi mỉm cười nhìn Lâm đăm đăm, rồi bất chợt hỏi, ai vá áo cho cháu đấy? Lâm có vẻ ngượng, tận lúc ấy tôi mới nhìn thấy miếng vá ở vai áo bạn tôi. Màu vải của mụn vá khác với màu vải của áo. Lâm khẽ thưa, cháu vá lấy đấy ạ. Mẹ tôi âu yếm bảo Lâm, cháu cởi áo ra. Bà quay về phía tôi, con lấy cái áo của con cho bạn mặc tạm kẻo lạnh. Nói rồi, mẹ tôi đứng lên, mở ngăn kéo đựng đồ khâu, lấy kim chỉ và chọn mụn vải giống với màu vải áo của Lâm, vá lại áo cho bạn. Vá xong, mẹ vừa cắn chỉ vừa nhìn Lâm.
chắc mẹ cháu bận lắm, hay mẹ cháu ở xa? Lâm hơi cúi đầu. Vâng, mẹ cháu bận lắm, mà các em cháu thì còn nhỏ ạ. Cháu là lớn nhất à? Vâng ạ. Lúc Lâm đã ra về, mẹ tôi mới bảo tôi, bạn con là một đứa con biết thương mẹ và ngoan. Hôm nọ mẹ mà biết, mẹ đã không mắng con. Tôi liền thưa rõ ý định của tôi. Con đã định để dành tiền rồi trả lại tiền của mẹ thay cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo, đã vay thì phải trả, nếu không cậu sẽ bị mẹ cậu ấy mắng. Mẹ tôi im lặng. Một lát, mẹ bảo, thỉnh thoảng con rủ bạn ấy sang nhà ta chơi và học bài với nhau cho vui. Tôi ôm lấy mẹ, nóng cả mắt, nước mắt chỉ trực trào ra vì sung sướng. Bồ nông có hiếu. Thế là chỉ còn có hai mẹ con bồ nông ở lại nơi nóng bỏng cát giang này. Từ thuở xa xưa, họ hàng nhà bồ nông không chịu nổi giá rét và nóng nực. Rét còn tạm, chứ nắng quá, bồ nông ngại lắm. Phải năm trời hạn, mưa xuân chưa tan, gió nồm đã tới. Rồi cứ như bị đổ nghiêng, cả một vòm xanh ngắt rớt mãi ánh nắng chói chang xuống, khiến cho mọi nhà bồ nông hốt hoảng, gọi nhau rời phương Nam lên phương Bắc. Có hai mẹ con chú bồ nông kia, chẳng may bị nạn. Trên đường đi, bồ nông mẹ bị nắng chiếu quáng mắt, lao phải cành gai tre, suýt nữa gãy cánh. Bồ nông con dìu mẹ, ẩn vào trong một hốc cây, chờ cho mẹ khỏi mới đi tiếp. Thấy vậy, các bác bồ nông khác cùng đi, cũng đứng lại giúp đỡ một tay. Một ngày, rồi hai ngày, bồ nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được. Mà ngoài kia, trời cứ hầm hập như nung. Như thế này, không thể đuổi theo đàn được nữa. Bác bồ nông hàng xóm cần phải đuổi theo bầy con thơ dại. Bác gọi chú bồ nông bé bỏng nọ lại gần, dặn dò mọi việc cần thiết trong khi săn sóc mẹ. Bồ nông con vâng dạ, ghi lòng. Từ buổi ấy, bồ nông con hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú bồ nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng như dài thêm ra vì lặn lội. Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xâm xấp, sơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú bồ nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Hun hút đêm sâu, mênh mông ruộng vắng, chỉ nghe tiếng khua chạm cỏ khô dưới chân mình, chú bồ nông vừa sợ, vừa lo. Có đêm đi tới canh một, canh hai, vẫn chẳng xúc được gì. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú ta lại gắng gượng mò thêm. Dạo anh em nhà bồ nông còn bé, mẹ còm cõm lặn lội, nuôi cả đàn con đến rạc người. Mỗi bận trở về nhà, mẹ há mỏ ra cho các con ăn no, mà bụng mẹ vẫn cứ cồn lên. Các con càng lớn, mẹ càng vất vả. Bữa bữa nuôi con, mẹ chỉ lo con đói. Giờ đây, khi đã biết nghĩ, chú bồ nông mới hiểu rằng trong những bữa ăn ấy, đàn con của mẹ chỉ thấy ngon lành. Còn mẹ, có khác nào mẹ đã rút hết cả ruột gan ra để nuôi con? Cứ nghĩ tới điều đó, bồ nông lại thấy mình mạnh dạn, khỏe khoắn hơn lên. Và không một lần nào đi kiếm mồi mà bồ nông chịu trở về không. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú bồ nông cứ dùng cái miệng làm túi đựng thức ăn nuôi mẹ. Qua trọn mùa hè, sang mùa thu. Tới mùa đông, đàn bồ nông từ phương Bắc trở về, ai trông thấy chú bồ nông nuôi mẹ ốm cũng phải kêu lên. Chú ta gầy quá, cái mỏ xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi.
Lòng hiếu thảo của chú bồ nông đã làm cho các chú bồ nông khác cảm phục và noi theo. Ngày nay, như chúng ta đã biết đấy, chú bồ nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi được dùng vào nhiều việc khác nhau. Nó vừa là chiếc lưới, cái rậm, là cái nơm đi đánh cá, vừa là kỷ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan.